Hàng trăm người mặc áo đen đã tham gia vào cuộc biểu tình của người Do Thái tại văn phòng Kenyon, đối diện với điện Capitol ở Washington DC, kêu gọi Israel ngừng bắn. Nhóm biểu tình đã đưa ra những thông điệp bài Israel, cũng như đòi hỏi nước này phải ngừng tấn công Gaza. Nhóm biểu tình cũng tin rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho bạo lực đang diễn ra trong khu vực, đồng thời muốn Quốc hội Hoa Kỳ gây áp lực lên lực lượng phòng vệ Israel là IDF để ngừng các hoạt động quân sự ở dải Gaza. Theo đó nói rằng điều này sẽ giúp những nguồn viện trợ nhân đạo có thể được chuyển đến cho người dân Palestine. Tuy nhiên, theo chính phủ Israel cùng phía IDF, Israel đã cho phép nguồn viện trợ nhân đạo vào trong Gaza, cũng như đặt ra khu vực riêng biệt Al-Mawasi để giúp người dân tiếp cận nguồn viện trợ này một cách an toàn. Nhiều cuộc biểu tình bài Israel ủng hộ Palestine cũng đã nổ ra ở các nước Ai Cập, Jordan, Iraq, Lebanon cùng Thổ Nhĩ Kỳ, với các tòa đại sứ của Israel và Hoa Kỳ trở thành những mục tiêu phóng hỏa hoặc bạo lực, gây ra những cuộc nổi loạn cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Những cuộc biểu tình này phần lớn đã được truyền cảm hứng bởi lời kêu gọi tổ chức ngày cuồng nộ của nhóm Hezbollah, một trong những lực lượng đang sẵn sàng tạo ra một trận địa song song với Hamas về phía Bắc để gây thêm khó khăn cho quân đội IDF trong chiến dịch tấn công Gaza.